mỹ phẩm nam Richman, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện cho nam giới, đồng hành cùng Highlight Chim Sẻ Nắng. Hello anh em, sau buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có trận đấu giữa game thủ Chim Sẻ Nắng và game thủ Vitamin Truy Mệnh ở tại quán nhậu tự do cơ sở 68 Láng Thượng. Và trận đấu đầu tiên thì sẽ là người cầm Hitty, và chúng ta cùng chờ đợi Chim Sẻ Nắng soi quân. Vâng, chưa kịp nhìn là quân gì luôn. Đây là chiếc nhà BG để có thể khai thác mỏ quả đậu. Thì chết tôi rồi, anh em Vitamin hôm nay thì ướt rồi. Như vậy sẽ là một đơn vị quân, đó là cho son dành cho game thủ Vitamin Truy Mệnh ở trong trận đấu đầu tiên này anh em nhá. Và một bài đấu được cầm Hitty đối đầu với cho son, tất nhiên là quân của game thủ Chim Sẻ Nắng sẽ được đánh giá là nhỉnh hơn so với game thủ Vitamin Truy Mệnh rồi. Và ngày hôm nay thì tại quán nhậu tự do cơ sở 68 Láng Thượng cũng đang có rất đông quý vị khán giả cũng như là các quý vị quan khách đến theo dõi cổ vũ cho Chim Sẻ Nắng và game thủ Truy Mệnh. Đặc biệt trong ngày hôm nay thì hệ thống quán nhậu tự do cũng như là nhà tài trợ vàng Richman sẽ có những voucher, những quà tặng trực tiếp dành cho anh em tại quán nhậu tự do luôn. Và bên cạnh đó thì những sản phẩm của nhà tài trợ Richman sẽ có đi kèm cùng với chữ ký của game thủ Chim Sẻ Nắng để tặng anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, các bạn dự đoán như thế nào về tỷ số của trận đấu này thì các bạn có thể để lại phần bình luận nha. Hello tất cả anh em đang xem. Một bài đấu được cầm Hitty đối đầu với cho son dành cho game thủ Chim Sẻ. Đã có rất nhiều những trận đấu diễn ra trong mùa giải này, và Chim Sẻ Nắng mới chỉ thua đúng một điểm trước game thủ Vitamin U98 thôi. Những phần quà từ nhà tài trợ vàng Richman, những phần quà tới từ các fan hâm mộ dành tặng cho các game thủ trong giải đấu này, nếu như hạ gục được Chim Sẻ nó vẫn còn ở phía trước. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì quyết tâm của các game thủ đến từ team Vitamin là rất cao, đặc biệt là game thủ Truy Mệnh. Đã có chủ tịch Nguyễn Đăng Quỳnh ngồi đây rồi. Hôm trước thì 98 cũng đã được treo thưởng rất là lớn, và ngày hôm nay thì mình cũng có thể mở luôn cái cam toàn cảnh để anh em có thể theo dõi hiện tại không khí tại quán nhậu do cơ sở 68 Láng Thượng cho anh em. Cameraman hoạt động liên tục và các game thủ đang ngồi bên dưới. Và anh em có thể comment, like, share nhiều nữa để cổ vũ cho Chim Sẻ Nắng và Truy Mệnh trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Một bài cầm Hitty đối đầu với cho son. Về cơ bản thì quân này Chim Sẻ Nắng được đánh giá nhỉnh hơn so với game thủ Truy Mệnh. Và quan trọng là sẽ có tự tin đánh thẳng cung hay không, hay sẽ là một bài đánh lạc đà thủ phù ở thời điểm đầu, sau đó sẽ kẹp thêm cung đờ. Cái này thì tùy vào bài vở và tùy vào quyết định của game thủ Chim Sẻ nữa. Và vẫn rất mong anh em có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để có thể donate cho các game thủ tham gia giải đấu lần này. Hiện tại thì quỹ donate chúng ta đã lên được con số là gần 200 triệu Việt Nam đồng rồi. Rất tuyệt vời. Cái đuôi 201 với 567-89 đã donate cho các game thủ tham gia giải đấu. Mùa giải này thì quỹ donate của chúng tôi có thêm một chút sự thay đổi khi sẽ có 10% dành cho các bình luận viên tham gia công tác bình luận của giải đấu lần này. Buổi tối ngày hôm qua thì Chim Sẻ Nắng cũng đã có một cuộc đối đầu cùng game thủ Dưa Chua, đại diện đến từ cộng đồng Ai Trung Quốc. Nhưng mà chiến thắng của Sẻ trước Dưa Chua thì nó khá là sát nút anh em ạ, 9-0. Và ngày hôm nay thì đối đầu với game thủ Truy Mệnh. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng Truy Mệnh có là nạn nhân tiếp theo ở trong cái cuộc hành trình của Chim Sẻ Nắng trong giải đấu AFF Quán Rượu Gió League Cup này hay không. Hello tất cả em đang xem nhá. Nội dung show random sẽ là nội dung mà dễ có điểm nhất theo cái nhận định của cá nhân mình dành cho các game thủ. Và nếu như mà Truy Mệnh giành chiến thắng ở trong nội dung show random trước game thủ Chim Sẻ thì sẽ có phần quà trị giá 2 triệu Việt Nam đồng đến từ anh Phan Tuyến, cộng với đó là 1 triệu Việt Nam đồng đến từ anh Hoàng Trần, dành tặng cho bất kỳ một game thủ nào hạ gục Chim Sẻ Nắng ở bất kỳ một nội dung nào luôn. Mệnh là một game thủ về cơ bản là chuyên hệ cung R, nhưng mà với cái kèo random này ấy, thì là một kèo nó gọi là 50-50 và dễ khiến cho Chim Sẻ Nắng gặp khó nhất. Thì sẽ thường mất điểm ở trong những kèo solo random, còn những kèo cung R thì về cơ bản sẽ vẫn rất khỏe anh em ạ. Đây là những tình huống cầu voi đến từ game thủ Chim Sẻ rồi. Một bài đấu mà Truy Mệnh đã có xe giò để đẩy đến nhà của game thủ Chim Sẻ. Nhưng đây là một bài đấu mình đánh giá đang khá là ok dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng ở ngay trận đấu đầu tiên. Trước khi đến với cuộc đối đầu giữa Chim Sẻ Nắng và Truy Mệnh trong buổi tối ngày hôm nay thì mình và sĩ Yamato cũng đã có những tình huống test máy, những tình huống test trình. Thì về cơ bản có một nạn nhân đến từ Ba Vì đã gục ngã trước mình và sĩ Yamato rồi. Và ăn chanh này. Như vậy là Truy Mệnh cũng có tình huống ăn chanh mỏ quả cùng game thủ Chim Sẻ luôn. Bài cho son và ăn chanh với Hitty như thế này chắc chắn là lực của Mệnh sẽ không thể khỏe được nữa rồi. Khi mà ăn chanh như thế này sẽ ảnh hưởng nhiều về nguồn lực dành cho game thủ Truy Mệnh. Chúng ta hãy cùng xem Sẻ sẽ xử lý cái bài đấu này như thế nào và sẽ đánh cái gì. Vâng, đây sẽ là chiếc nhà BA tới từ game thủ Chim Sẻ Nắng, cực kỳ tự tin ở trong trận đấu đầu tiên.
khi đối đầu với game thủ Jimin truy mệnh và đánh thẳng cung. Và BA đóng cạnh mỏ quả ăn tranh luôn, sau đó đầu gấu thôi. Một bài đánh 27 dân cộng 1 tới từ game thủ chim sẻ. Rất khỏe luôn. Đang cơ cấu thêm một chiếc nhà BE nâng cấp công nghệ, đó chính là chặt gỗ này, rồi xin cung T này. Và nếu được thì mình nghĩ là tự tin lên cả giáp thôi. Bài này lên giáp bắn luôn dân của game thủ chim mệnh ở đây nó sẽ rất là thốn. Bởi vì cái mỏ quả này cũng đã gần hết rồi. Và tôi đã thấy ngựa giò chim mệnh như vậy là mặc dù ăn tranh nhưng mệnh vẫn có giò là rất sớm trong trận đấu đầu tiên này và đang chọc đúng vào những cơ sở của game thủ chim sẻ. Và pha 7E để có thể bắt giò của đối phương tới từ game thủ chim sẻ nắng. Và tiếp tục là một pha 7E nữa đến từ chim sẻ nắng. Nhưng con giò nó vẫn còn ở đây và con giò nó đã có công nghệ rồi. Liệu rằng đây có phải một trận đấu mà đang hơi tự tin tới từ chim sẻ hay không? Con giò vẫn còn và nó đang chạy trong nhà của game thủ chim sẻ. Một tình huống bị chồng rất đau, chết khá nhiều dân tới từ cái thủ chim sẻ với con giò này của chim mệnh, một con giò công giáp đầy đủ. Nó khiến cho chim sẻ nắng đang gặp phải những cái sự khó khăn nhất định ở ngay trong trận đấu đầu tiên. Và các bạn thấy sự quyết tâm đến từ cái thủ chim mệnh với bài cầm cho son, nhưng mệnh cũng đang thi đấu rất là ok, khiến cho sẻ đang gặp phải những cái khó khăn nhất định và tiếp tục nằm xuống những con nông dân mới. Chỉ còn 21 dân tới từ chim sẻ thôi, tức là con giò công giáp nó đã chồng rất đau vào đây rồi. Rất đau đây anh em ạ, đã bắt được giò của đối phương. Đang cơ cấu nhà cửa của mình. Hitty đối đầu với Cho Son. Và chúng ta cùng xem, Cho Son thì về cơ bản vẫn sẽ có những đơn vị quân cung, ví dụ như là cung A1 áo. Nhưng mà cung A1 áo bắn nhau với cung L Hitty gần như là không cửa rồi. Chúng ta cùng xem chuyên mệnh sẽ có một bài đấu đánh cái gì với chim sẻ đây. Mệnh lên đời sớm hơn. Mặc dù đây bài đấu cũng rất là ok về lực dành cho đối thủ chim sẻ, nhưng mà các bạn có thể thấy là chuyên mệnh cũng có một bài đấu đẹp. Cảm ơn anh đuôi 108 với 5 số 3 đã donate cho các game thủ tham gia giải đấu. Âu Lạc Béo là chúc giải thành công. Ok, thank you anh. Em hơi khó hiểu một chút vì nó không có dấu. Thì hy vọng anh em vẫn có thể quét mã QR code đang có cho mình để donate cho các game thủ tham gia giải đấu lần này. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Một bài Hitty thì về cơ bản các bạn có thể nhìn thấy. Bây giờ chả nhẽ nói ra thì nghe hơi lộ một chút, nhưng mà nó cũng chỉ có như vậy thôi. Vâng, 2A sóc đều. Tân đầu tiên bắt đầu đẩy đi. Sao cảm giác sẻ đánh trận này giống Việt Béo đánh với sĩ Yamato đấy nhở. Nhưng mà trận này sẻ khỏe hơn Việt Béo một tí, bởi vì sẻ đánh 2A, còn Việt Béo thì đánh có 1A sóc đều thôi. Đang cơ cấu ra ruộng phát triển đây rồi. Và mệnh đang có một bài đấu quyết định, đó chính là trâu chém, chứ không phải là những tình huống đi công ca vào nhà của game thủ chim sẻ. Không phải uống công ca. Vâng, như vậy là hủy con cung R đó rồi, bởi vì cái nhà BA nó sắp nổ. Nhưng vấn đề bây giờ dành cho game thủ chim mệnh đó là con Hitty này nó đã kín nhà. Và khi mà Hitty kín nhà thì nó vẫn sẽ tụ được quân, bởi vì đơn giản là sẽ không đóng A ngoài nữa. Cái BA bên ngoài kia đã hủy luôn rồi, bị mệnh đốt đi rồi. Thì mà sẻ vẫn sẽ tụ được quân, vẫn sẽ có những đơn vị quân đi quấy vào nhà của game thủ chim mệnh, ví dụ như thế này. Và vẫn sắp dân, vẫn phát triển được. Thì chúng ta cùng xem là chuyên mệnh sẽ có cái đối sách như thế nào với bài Hitty này đây. Và đây là những con chém của game thủ viên chuyên mệnh bắt đầu lao vào. Và có ca tới từ game thủ chuyên mệnh rất bất ngờ. Và tưởng chừng đó là một bài đấu đánh phát triển và trâu chém đến từ chuyên mệnh, nhưng không. Mệnh quyết định công ca thẳng vào nhà chim sẻ luôn. Một tình huống dọi ca là rất đau dành cho game thủ Vitamin chuyên mệnh. Những con nông dân của sẻ đang phải nằm xuống, những con chém đang lọt vào bên trong với ít nhất là 5 con chém. Và một con chém đầu tiên đã nằm sàn. Và tiếp tục là pha 7E tới từ chim sẻ. Con ca vẫn còn ở đây, cùng đời hitting của sẻ đang là 6 con. Nhưng con ca này nó mới là vấn đề. Con ca nó vẫn chưa nằm xuống, nó đã nằm và còn 4 con chém nữa. Và sẻ tiếp tục sẽ 7E và thu được ở trong tình huống này. Một tình huống thủ nhà vẫn khá là dẻo dài tới từ game thủ chim sẻ với một pha công ca bất ngờ tới từ game thủ Vitamin truy bệnh. Nhưng đã thủ nhà thành công và vẫn bền ruộng, vẫn có dân khai thác gỗ, vẫn còn một con chém bên trong. Và vẫn có một tình huống 7E thành công tới từ chim sẻ. Liệu rằng mệnh có xin con ca mới không? Mình nghĩ là sẽ vẫn xin con ca mới tới từ game thủ Vitamin truy bệnh thôi. Đã bắt hết toàn bộ chém đôi bạn bên trong rồi. Trận đấu đầu tiên đang rất căng. Một màn đồ công ca phải nói là thực sự bất ngờ. Và có con ca tiếp theo dành cho Vitamin truy bệnh. Nó bắt đầu lao vào, sẻ đang 7E nhưng con cung lờ này nó còn quá ít máu. Và nó không hạ gục được con ca của truy bệnh. Vẫn còn ca ở đây. Làm sao đây, 5 con chém nữa đẩy vào. Và 7E tới từ chim sẻ. Nhưng ca sẽ áp sát và nó có thể ném được vào những con cung lờ này. Timeline đầu số là 36, còn 4 con chém nữa. Vẫn đang cố dỉa thêm một con chém bổ sung. Vẫn còn 4 chém, con ca đã nằm xuống. Và mệnh lại chạy ra ngoài, có thêm con ca mới tới từ Vitamin truy mệnh.
thêm những con chém nằm xuống và những pha vẩy e của chim giải nắng để bắt cà. Vâng, những tình huống vẩy e rất hay tới từ chim giải nắng và bắt chết con cà của Truy Bệnh rồi. Vẫn đang quá căng ở trong trận đấu đầu tiên. Một người công, một người thủ. Cảm giác giống như lời bài hát một người đứng từ xa chờ em về vậy. Và bây giờ thì sẽ lao ra để có thể bắt ca tới từ game thủ chim sẻ. Và như vậy là sóng gió đã qua đi. Không, nó vẫn chưa qua đi. Vẫn còn 5 chém nữa của Truy Bệnh nhưng sẻ là 10 cung R. Số lượng cung R đông gấp đôi số lượng ngựa chém và cung R đã có giáp. Nhưng Truy Bệnh là những con chém 4 nhưng chém nằm xuống quá nhanh. Sát thương cung R Hitty vẫn là một cái gì đó. Và định sát cái gì nhưng không. Và đó là một tình huống đen nè tới chim sẻ thôi. Con cà tiếp theo đã nở ra nhưng không còn chém ở đây nữa. Quá khó dành cho Truy Bệnh. Cảm giác như chém phải tảng đá luôn anh em ạ. Tham Lai ở số là 3x tới từ game thủ chim sẻ. Và tỷ số sẽ là 1-0 dành cho chim sẻ nắng ở trong kèo Soran.